Truy cập ngay murobot.vn nếu bạn đang có nhu cầu nạp robot giá rẻ, cũng như cày thuê các tựa game hot nhất hiện tại trên Roblox, uy tín, nhanh chóng và chất lượng. Bạn lựa ngay tại murobot.vn nhé. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình Zombie Swarm Simulator. Ngày hôm nay trong video này mình sẽ nói về Supreme Star Amulet, bộ ngôi sao cuối cùng. Đây cũng là một trong những cột mốc mà những người chơi muốn chơi theo team họ phải có được và phải đạt được. Điều kiện để có được cái bộ này là các bạn phải từng khám phá được 40 con gift tịch bi khác nhau. Hồi trước á, là trong tổ các bạn luôn luôn phải có 40 con gift tịch bi. Nhưng từ phiên bản năm 2019 thì admin đã giảm xuống. Trong quá khứ các bạn chỉ cần tích lũy được, khám phá được 40 con gift tịch bi khác nhau là ok. Cũng như là cái bộ kim cương là 30 con nè, bộ vàng là 20, bộ bạc là 10 và bộ đồng là dễ nhất, 5 con gift tịch bi khác nhau. Với bi mát năm nay thì admin cho chúng ta thêm một chức năng nữa. Thì double bát siêu là khi bạn quay random được một cái bùa, nó cho chúng ta hai dòng chức năng bát siêu. Đó chính là mục tiêu trong video này. Hãy cố gắng đi tìm cái bùa Supreme thần thánh nè các bạn ơi. Thì chức năng trong mùa bi mát năm nay là gì? Nếu bạn có trên 500 tỷ, các bạn nhiều tiền ấy, ở đây bạn thấy nè, để quay một lần random một cái bùa Supreme mình cần phải 10 tỷ đúng không? Khi bạn bấm vô, đấy, trên 500 tỷ trong tài khoản của mình nha, thì nó sẽ hiện ra một cái thông tin. Bạn có muốn dành 500 tỷ tiền để quay lập tức ra hai chức năng Bastille random hay không? Lưu ý nó random, nghĩa là nếu các bạn chơi team xanh, chưa chắc gì hai chức năng Bastille này là Bob Star với lại một chức năng phụ nào đó. Và nhiều player chơi B, chơi Pro ấy, chơi Top ấy, họ khuyên chúng ta không nên dùng 500 tỷ này. Bản thân mình thấy cũng không nên dùng, tại vì nó là random mà. Bao người đã khóc vì chức năng này rồi các bạn. Và khi chúng ta bấm No, thì nó sẽ quay về trạng thái cũ của mình là chỉ dùng 10 tỷ mà thôi. Đây, cho mình đầu chức năng này, Gummy Star Instant Conversion. Thế này mình không cần, mình sẽ skip out. Thì đây mình có làm một cái chỉ số, gọi là những chỉ số liên quan tới team xanh mà các bạn cần có. Mỗi một lần các bạn quay random á, thì nó sẽ cho chúng ta 5 dòng chỉ số. Một cái dòng đầu tiên là nhân 2.5 capacity thì không nói rồi. Bên cạnh đó là 5 cái dòng chỉ số khác nhau, cũng như là chức năng Bastille. Và đây chính là 5 dòng chỉ số mà team xanh dương cần có. Mình có Blue Pollen, trải dài từ 15% tới 70%. Pollen từ những con ong của mình, 15% tới 70%. Convert Rate, tỷ lệ chuyển đổi ha, 1.05 tới 1.25. Beability Rate, 1% tới 7%. Critical Chance, 1% tới 7%. Cũng như là ba chức năng Bastille này kết hợp rất tốt với Bob Star. Và mình cho nó là một chức năng Bastille phụ bên cạnh chức năng Bob Star, Star Shower, Gummy Star và Star Sword. Nếu bạn không biết thì hiện tại mình có một cái bùa Supreme khá ok. Mình có Pollen từ những con ong này, Convert Rate, Pollen, Critical Chance, Beability Rate. Hơi tiếc một cái, nếu mà cái 18% Pollen này nó biến thành Blue Pollen thì sẽ ok hơn nữa. Tại vì 18% Pollen này là chung chung dành cho ba màu luôn. Mình chỉ muốn dành riêng cho team xanh thôi. Nên nếu mà cái Pollen này nè, nó thay đổi bằng một cái dòng chức năng là Blue Pollen, thì cái bùa của mình là một trong những cái bùa khá là trùm dành cho những người chơi team xanh với một chức năng Bastille. Nhắc lần nữa ha, nếu bạn nào mà chưa quay được cái bùa Supreme này á, thì đừng chơi team. Đây, hiện tại là 26 phút rồi nè, trong vòng 24 tiếng vừa qua. Hôm nay thì nhỉnh hơn chút xíu, mình đã kiếm được 1.100 tỷ các bạn. Lần đầu tiên trong một ngày mình có thể farm trên 1.000 tỷ. Và đương nhiên rồi, team xanh của mình bây giờ nó đã thay đổi hơn so với video ngày hôm qua luôn. Bo Zombie mình đã có 9 con, Tap Bobby mình 12 con. Với 9 con Bo Zombie, mình có tới 5 con Bo Zombie ở dạng gift tịch. 1 con, 2 con, 3 con, 4 con và 5 con. Còn Tap Bobby mình có 12 con nhưng hiện tại chỉ mới có 3 con dạng gift tịch thôi. Đây, 1 con, 2 con và 3 con. Khi có điều kiện hơn thì mình sẽ cố gắng chuyển đổi full tổ luôn. Để mà hóa được gift tịch bi thì có hai cách đơn giản nhất. Cách đầu tiên các bạn dùng Star Trade, mua trong cái lều này 1.000 ticket. Các bạn sẽ hóa một con ong các bạn muốn thành dạng gift tịch. Cái thứ hai các bạn sẽ quăng vô thức ăn yêu thích của nó và cầu may. Như là Bo Zombie và Tap Bobby thì nó sẽ thích blueberry ha. Khi chúng ta cầm cái thức ăn mình yêu thích đó, các bạn quăng vô nè, thì nó sẽ cho chúng ta thêm một cái dòng nữa, Until gift tịch. Và các bạn bấm Until gift tịch. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nha, để xem là tốn bao nhiêu tiền trong video này. Mình có kiếm được Bastille hay không, Double Bastille. Mình sẽ đặt ra cho cái target trong đây là 400 tỷ. Nghĩa là mình quay được 40 lần, mỗi lần 10 tỷ. Nếu hết 400 tỷ mà không ra được Double Bastille thì coi như là xui vậy. Kết thúc video ha. Do mục tiêu video này mình sẽ đi tìm cái bộ Supreme Double Bastille thần thánh cho team xanh. Rồi lần quay đầu tiên nè các bạn, 3, 2, 1. Chọn No nha, đừng chọn Yes nha các bạn. Bộ đầu tiên mình sẽ ra Tasor, thì mình sẽ không quan tâm lắm, Keep O. Tiếp tục như vậy, Golden Star nè, Keep O. Cái việc này sẽ mất thời gian đây, cho nên mình sẽ tua nhanh lần này nha các bạn. Ok, chào mừng các bạn quay trở lại. Thì sau khoảng đâu đó 45 lần mở phải không ta? Chơi 40 lần rồi. Tại vì hồi nãy đầu tiên mình có 900 mấy chục tỷ á. Cuối cùng mình cũng đã kiếm được Double Bastille. Nhưng mà Double Bastille này không dành cho team xanh. Ây da, khá là xui nha.
Mình sẽ cùng xem chiến thắng Double Basil có gì nha. Mình có capacity không nói nè, 64% white Poland, hoa trắng ha, 9% instant conversion, 7% ability, 60% Poland từ B, 39% red Poland và hai chức năng Basil là Coaching và Guiding Star. Thì cái Basil này, Double Basil này chơi team đỏ cực kỳ OP, mình đoán là như vậy. Tại vì nó có red Poland này, Poland từ B nè, B ability rate maximum luôn 7%, instant conversion cực kỳ cần thiết cho team trắng và team đỏ và có cả white Poland. Nhưng đối với team của mình thì nó là một cái rất là phế, cho nên dù rất là tiếc nhưng mình vẫn phải keep out. Cảm ơn các bạn theo dõi video này và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào. Video hay không? Hay thì like với share đi. Chờ gì nữa? Đăng ký kênh chưa? Coi chùa hoài à. Kỳ ghê á.